Thiên Đô Chu Bá Quang Hòa đơn vị Bắc Giang đã nhất thắng mang khối đỏ. Gặp đội Ngô Thế Sao đơn vị Quân Đội mang khối xanh xin theo và hai đô vào trận giới. Hai đô quỳ xuống nghe hiệu lệnh trọng tài chống xe đài. Xe đài là mang ý nghĩa tâm linh, ba bước tiến lên để bái tổ nhớ về các bậc truyền nhân đã dạy, ba bước ra ba bước vào cùng các động tác tay và chân, lời đào tạo ra các đô vật. Trên vùng núi cao thì có thế xe đài hổ phục vồ mồi, tại bảng giang cánh vùng kinh bắc của chúng ta thì sẽ có lối xe đài uyển chuyển như xe tơ dệt vải. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận thư hùng bắt đầu. Ở vùng kinh bắc của chúng ta thì có lối xe đài uyển chuyển như xe tơ dệt vải hoặc như dòng sông cầu nước chảy lơ thơ. Thế còn ở miền trung, những cái nơi mà vùng ven biển thì có lối xe đài rất dũng mãnh như vượt thuyền vượt sóng ra khơi hay quăng chài kéo lưới. Đấy là những cái nét đặc trưng của ba miền. Vâng, đội khố xanh Ngôi Thế Sao, thượng úy Quân đội Nhân dân Việt Nam, 5 lần vô địch SEA Games và rất nhiều lần vô địch giải vô địch quốc gia ở nội dung vật tự do. Hôm nay đã hội tụ về giới vật khu phố Trang Liệt Xuân Giáp Thìn 2024 do các quan khánh tiết tuổi Bính Thìn 1976 tài trợ. Thôi, ngoài sới rồi. Ngoài đồ và sới sới. Trận đấu tiếp tục. Bộ môn võ vật dân tộc Việt Nam của chúng ta trên cả tuyệt vời. Phải dùng từ là trên cả tuyệt vời. Bởi tất cả các đô vật của chúng ta đều là những anh hùng dân tộc. Cho nên chính vì vậy mà xưa kia có câu 3 năm chúa mở khoa thi, đệ nhất thi vật, đệ nhì thi bơi, đệ tứ thi đánh cờ người, phường bông tứ xứ mùng 10 tháng 3. Mùng 10 tháng 3 nói nên tất cả người dân tộc Việt Nam phải nhớ ngày giỗ tổ Hùng Vương, giống như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, doanh nhân văn hóa thế giới đã nói: các cụ hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Vâng, vì sao mà có câu nói 3 năm chúa mở khoa thi, đệ nhất thi vật, đệ nhì thi bơi? Bởi vì xưa kia đất nước của chúng ta... Thôi, ngoài sới rồi, ngoài sới rồi. Đề nghị toàn thể bà con cho một tràng pháo tay thật lớn khích lệ tinh thần thi đấu cho hai đô của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi hai đô vào giữa sới, trận đấu tiếp tục. Xưa kia đất nước Việt Nam của chúng ta rất nhiều nước và ít đất. Chính vì vậy, vua phải tuyển dụng những người tài từ bộ môn võ vật cổ truyền để giúp vua đánh đuổi giặc ngoại xâm. Cho nên, đệ nhất thi vật, bộ môn vật là phải đầu tiên để tuyển vào làm tướng để trực tiếp đi đánh trận. Thôi, ngoài sới rồi. Mời đồ vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Xưa kia dân tộc Việt Nam chúng ta và các quốc gia khác họ muốn xâm chiếm nước Đại Việt của chúng ta thì đầu tiên là tất cả các tướng phải chiến đấu với nhau. Khi tướng mất thì đồng nghĩa với việc quân thua. Chính vì vậy mà vua thôi ngoài sới rồi. Mai đô vào sới sới. Trận đấu tiếp tục. Xin bà con cho một tràng pháo tay thật to để khích lệ tinh thần thi đấu cho hai đô của chúng ta. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Cho nên vua luôn luôn tuyển dụng những người tài đầu tiên, đó là bộ môn vật, đệ nhất thi vật, đệ nhì thi bơi. Ở Việt Nam chúng ta có tướng Yết Kiêu đã đoạt danh hiệu đệ nhì thi bơi, là một trong những vị tướng cực kỳ giỏi ở dưới nước. Đệ tứ thi đánh cờ người, tất cả những người đỉnh cao nhất thi đánh cờ người mà thành công sẽ là quân sư cho vua. Vâng, ngoài sới rồi. Mai đô và sới sới. Trận đấu tiếp tục. Cho nên chính vì vậy mới có câu 3 năm chúa mở khoa thi, đệ nhất thi vật, đệ nhì thi bơi, đệ tứ thi đánh cờ người, phường bông tứ xứ mùng 10 tháng 3. Chia sẻ những cái thông tin như vậy để cho tất cả các danh đô của chúng ta hiện giờ theo cái bộ môn võ vật dân tộc cổ truyền hiểu biết được cái ý nghĩa tâm linh. Tuy bộ môn võ vật mà các em đang theo đuổi chỉ có 3 tháng hội là được tổ chức tại các lễ hội cổ đình, của chùa,
để tưởng nhớ các anh hùng dân tộc, nhưng có ý nghĩa tâm linh vô cùng to lớn. Nó không giống như các bộ môn khác, bởi vì các bộ môn khác du nhập vào Việt Nam theo thể dục thể thao. Trên bài đăng báo cứu quốc của vị Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 3 năm 1946. Ngoài sới rồi, mời Hydro tiếp tục thi đấu. Thì đất nước Việt Nam chúng ta bắt buộc phải hội nhập trong các bộ môn thể thao khác, nhưng bộ môn võ thuật dân tộc cổ truyền Việt Nam luôn luôn là ở đỉnh cao nhất. Thôi, ngoài sới rồi. Thầy bà con nhân dân trong một tràng vỗ tay thật lớn khích lệ tinh thần thi đấu cho các đội đi ạ. Và cũng là cảm ơn Thành Hoàng Làng của chúng ta đã phù hộ độ trì cho toàn thể nhân dân Trang Điện nói riêng và quý khách thập phương nói chung về tham dự giải vật năm nay. Vâng, tất cả những gì mà các quan khánh tiết tuổi Bính Thìn 1976 năm nay chỉ muốn trao đi cho toàn thể bà con nhân dân khu phố Trang Điền nói riêng và tất cả các quan khách nói chung về tham dự lễ hội truyền thống đình làng khu phố Trang Điền rất tuyệt vời. Và cũng xin thay mặt toàn thể nhân dân và quý khách thập phương chân thành cảm ơn các quan khánh tiết tuổi Bính Thìn 1976. Xin kính chúc các quan cùng toàn thể gia đình có một mùa xuân mới luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đề nghị toàn thể nhân dân cho một tràng pháo tay thật lớn thay lời cảm ơn của mình gửi tới các quan khánh tiết tuổi Bính Thìn 1976 năm nay đi ạ. Toàn thể nhân dân cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, chân thành cảm ơn nhân dân rất nhiều. Trên sứ vật trang điểm đang diễn ra theo vật thứ hai của giải nhất trong khuôn khổ giải vật dân tộc truyền thống làng Trang Liệt năm 2024 giữa hai đô, đô Hoàng đến từ quê hương Yên Thế Bắc Giang khố đỏ nhất tháng giải nhất, đô Hô Thế Sao được mệnh danh độc cô cầu ảnh Hô Thế Sao. Hiện nay đô Hô Thế Sao đang khoác trên mình quân hàm đại úy quân đội nhân dân Việt Nam. Đô Hô Thế Sao đang là vận động viên đội tuyển vật quốc gia Việt Nam đang sinh hoạt tập luyện tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 1, chuẩn bị cho kỳ SEA Games tiếp theo tại Bangkok, Thái Lan. Hôm nay nhận lời mời của ban tổ chức lễ hội vật làng Trang Liệt, độc cô cầu bại Ngô Thế Sao đã về tranh tài ở giải nhất. Liệu độc cô cầu bại Ngô Thế Sao, nhà vô địch của 5 kỳ SEA Games, có vượt qua đô Hoàng? Đô Hoàng là một đô thi đấu rất dày dặn, nội dung sở trường của đô Hoàng là nội dung vật dân tộc. Sinh ra tại quê hương Yên Thế Bắc Giang, quê hương của người anh hùng áo vải. Vâng, Hydro đã thi đấu sang hiệp thi đấu thứ hai. Thôi, Hydro bắt tay nhau, trận đấu tiếp tục. Vì sao mà trong bộ môn võ vật dân tộc cổ truyền sẽ được tổ chức ở trước cửa đình và cửa chùa? Đó là như vậy, ý nghĩa tâm linh vô cùng to lớn để tôn vinh anh hùng dân tộc, xây dựng đất nước cho chúng ta có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay, để nhân dân tưởng nhớ luôn luôn ghi công ơn sâu sắc của các anh hùng dân tộc, và từ thế hệ này cho đến thế hệ sau phải truyền tụng và lưu giữ. Đây là một trong những nét đẹp vô cùng to lớn, và thế hệ truyền nhân đó chính là các đô vật của chúng ta đang hiện hữu trên sới vật Trang Liệt, sẽ kế thừa sự nghiệp của các anh hùng dân tộc với nghiệp thi đấu trên chiến trường quốc tế, đấu trường Olympic, đấu trường ASEAN, đấu trường SEA Games, đem lại những huy chương vàng danh dự về cho tổ quốc thân yêu của chúng ta. Khán giả cho một tràng pháo tay thật lớn khích lệ tinh thần thi đấu cho hai đô ở giải nhất Trần Thư Hùng giữa đô Chu Bá Quang Hoàng của đơn vị Bắc Giang và đô Ngô Thế Sao, thiếu úy quân đội nhân dân Việt Nam, 5 lần vô địch SEA Games. Thôi, ngoài sới rồi. Mời đô vào dưới sới, trận đấu tiếp tục. Ở giải 2 hiện nay, đô Nguyễn Đình Năm của Quốc Oai Hà Nội
Đặng Đức Thắng có đô phí hữu lộc của đơn vị quân đội, xin theo máy đô chuẩn bị trang phục. Ngoài sới rồi, bài đồ và sới sới. Đề nghị toàn thể bà con nhân dân thưởng cho đội một tràng pháo tay thật lớn, kích lệ tinh thần. Vâng, xin trân trọng cảm ơn nhân dân rất nhiều. Chính nhân dân là linh hồn của trận đấu. Sới vật trang điện năm nay sẽ nổ tung lên bởi những tràng pháo tay liên tiếp từ toàn thể bà con nhân dân khu phố Trang Điện và quý khách thập phương về tham dự giải vật lễ hội truyền thống Xuân Giáp Thìn 2024 năm nay. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể. Thôi, trọng tài đã ra tang rồi. Khi thiếu úy quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện kỹ thuật thành công nhưng trọng tài đã ra tang, đề nghị hai đội tiếp tục thi đấu. Ở giải nhất nữ hiện nay đội Kim Anh của Bắc Giang đã ghi thắng. Thôi, ngoài sới rồi, mai đô và giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Ở giải nhất tiền đấy, hiện nay đội Kim Anh của Bắc Giang đã ghi thắng vào chiều hôm qua, chưa có đô nào xin theo. Giải nhì nữ hiện nay đô Hoa của đơn vị Công an Nhân dân đã nhất thắng, cũng chưa có đô nào xin theo. Đề nghị tất cả các đồng chí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ đã về với lễ hội khu phố Trang Điện, cử các vận động viên lên gặp ban tổ chức để đăng ký xin theo giải nhất và giải nhì nữ. Thôi, ngoài sới rồi. Mai đô và giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Đề nghị toàn thể bà con nhân dân tiếp tục thưởng cho đôi một tràng pháo tay nữa được không ạ? Vâng, xin chân thành cảm ơn. Tôi, ngoài sới rồi. Vâng, rất quyết liệt. Các đô của chúng ta thi đấu trên tinh thần trung thực, thể thao, đoàn kết và cao thượng. Hai đô tiếp tục thi đấu. Trọng tài đã ra tang rồi trước khi thiếu úy quân đội nhân dân thực hiện thành công, rất chi là tiếc cho thiếu úy. Đề nghị toàn thể bà con cô bác thưởng cho hai đội một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, đây là sới vật của chúng ta đã lên tới 9m rồi, rất nhiều đất để cho các đội của chúng ta thực hiện kỹ thuật nhưng vẫn chưa phân thắng bại, rất cam go bởi các đội của chúng ta đều là cấp kiện tướng quốc gia, cho nên rất giỏi. Bộ môn vật dân tộc Việt Nam đã thu hút các vận động viên, chúng tôi dùng từ các vận động viên vật cổ điển và vật tự do chuyển sang vật dân tộc rất nhiều. Thôi, hai đôi ta nghỉ đi. Quang Hoàng và Thế Sao vào sới để tiếp tục thi đấu trận Thư Hùng tranh giải nhất. Hai đôi bắt tay, trận đấu tiếp tục. Ở giải 3 hiện nay, đô Nguyễn Văn Công của đơn vị Cát Quế đã nhất thắng, chưa có đô nào xin theo. Giải đấu tài hiện nay, đô Ngô Văn Lâm của đơn vị quân đội xin giữ. Vâng, cũng chưa có đô nào xin theo. Đề nghị tất cả các sân sới của các đơn vị mà các quan khánh tiết tuổi Bính Thìn 1976 mời về cử đại diện của các đô lên gặp ban tổ chức để đăng ký xin theo các giải trên. Đô Thế Sao của chúng ta là 3 lần rồi, 3 lần thực hiện kỹ thuật thành công nhưng đều là khi trọng tài ra tang. Rất may cho đô khố đỏ của chúng ta, đô Chu Bá Quang Hoàng. Hai đô tiếp tục thi đấu.
khách nội địa thôi. Ngoài rồi. Vâng. Rất tiếc cho thiếu úy quân đội nhân dân Việt Nam. Ngồi thế sao? Cứ gần tới vòng zone đỏ thì anh bắt đầu mới thực hiện kỹ thuật khóa thành công để đưa đối phương của mình lên, nhưng trọng tài đã ra tang. Rất tiếc. Chưa. Vâng, xin mời hai đô tạm nghỉ đi. Ra ngồi vào vị trí ghế. Chúng tôi xin hội ý. Xin mời hai trọng tài viên và các ban tổ chức. Xin mời trọng tài Đình Thanh đứng lại. Xin mời trọng tài Mân Văn Xuân và các ban tổ chức. Xin mời trọng tài Đoàn Đình Thanh và các ban tổ chức. Xin mời trọng tài Trống và các ban tổ chức ạ. Vâng, chúng tôi xin giải thích trận thi đấu vừa rồi. Theo luật mới nhất của Liên đoàn vật Việt Nam sửa đổi bổ sung và có hiệu lực năm 2021, trong bộ môn vật dân tộc bắt buộc nổi phải nổi hẳn và ngửa thì phải ngửa hẳn. Vừa rồi kỹ thuật của Đô Ngô Thế Sao thực hiện, thế nhưng mà chưa nổi hẳn, cho nên chính vậy, vì vậy chưa phân thắng bại. Đề nghị toàn thể nhân dân cho một tràng pháo tay thật lớn, khích lệ tinh thần thi đấu cho Đô. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Mời Đô và dự sới bắt tay nhau. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Chúng tôi xin nhắc lại, theo luật mới nhất sửa đổi bổ sung và có hiệu lực năm 2021 của Liên đoàn vật Việt Nam áp dụng riêng cho bộ môn võ vật dân tộc. Thôi, ngoài sới rồi. Là bắt buộc nổi phải nổi hẳn và ngửa thì phải ngửa hẳn. Chính vì vậy, rất mong các quý đô thực hiện cho thành công theo đúng quy định của luật Liên đoàn vật Việt Nam trên sới vật tràng liệt năm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Sau trận thi đấu này, mời hai đô giải nhất nữ. Đô Kim Anh của Bắc Giang và đô Nguyễn Thị Nga của Bắc Linh. Ba đô rất tuyệt vời. Vâng, chúng tôi đang giới thiệu mời hai đô giải nhất nữ thì thực hiện kỹ thuật thành công biến ông dưới đỉnh cao của thiếu úy quân đội nhân dân Việt Nam Ngô Thế Sao đã đưa đô Chu Bá Quang Hoàng tung khỏi sới lên tới hơn 1 mét. Đề nghị toàn thể nhân dân cho một tràng pháo tay thật to dành cho thiếu úy Ngô Thế Sao, thượng úy Ngô Thế Sao. Vâng, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Quan Dương Công Đình. Vâng, Quan Dương Công Đình đại diện cho các quan khánh tiết lên trao phần thưởng cho đô thua của chúng ta. 100.000 tiền khao người yêu, trà sữa hoặc kem tùy ý. Vâng, đô Chu Bá Quang Hoàng vật từ chiều hôm qua cho đến tận ngày hôm nay xin giữ giải nhất, cuối cùng phải chịu khuất phục trước kiện tướng quốc gia 5 lần vô địch SEA Games, thượng úy quân đội nhân dân Việt Nam.